quá dịu dàng. Cái đảo này rồi. Phàm, phàm, phàm. Ồ. Làm không? What? Mình nghèo tay trắng, tương lai cũng nghèo. Gotcha, bitch. Mình đang ở bãi biển Sinh. Không, Sinh. Nắng rất là lớn. Và bây giờ đạo diễn đang đi chất xung quanh để chọn những góc rừng đẹp nhất. Trời ơi, nắng nắng lòng lòng. Nắng nắng lắm luôn. Nắng nó líu lưỡi luôn. Mà ngày hôm nay là ngày quay thứ hai rồi. Hôm nay sẽ cố gắng hoàn thiện ở Phú Sinh cũng như là một vài cảnh quay ở Vĩnh Hy. Sau đó là bọn mình sẽ di chuyển sang Đà Lạt. Sẽ có một cái xung cảnh Đà Lạt rất là đẹp. Thôi không dễ nữa, hàng nó giỡn hoài. Cảm ơn chị quá. Thằng ơi, giữa nhau từ đấy đi. Ok, được rồi. Mọi người hãy share thật nhiều và nghe thật nhiều bài hát này để có thể lên top trending nếu được nha. Thank you mọi người. Cảm ơn.